Wow, em chào tất cả các bác nhá. Trông trò rất lâu rồi, 3-4 tháng nay lại về được tầm khoảng hơn một chục con súp san xui Một dòng súp ba bát các bác nhá, đánh vô cùng uy lực luôn Và em để cho các bác với giá cực kỳ là tốt luôn Đấy, lát nữa thì em Hiền sẽ test âm thanh cho các bác biết lý do tại sao con này nó mạnh Một dòng súp san xui chạy mạch có lát đê các bác nhá, Uy lực vô song luôn Và con này của nó là phía trước có một bát chính Hai bên là sẽ có hai bát cộng hưởng con này của nó không có lỗ thoát khí Cho nên là nói về cái chất âm Nói về cái độ uy lực của nó thì mạnh mẽ vô cùng luôn các bác ạ à. Các bác nán lại một đôi chút để em Hiền sẽ giới thiệu Cũng như là cho các bác xem qua về con súp này Đấy, mạch là cò lát D, cào lát H nó có cái gì hay Mà tại sao nó lại mạnh đến mức độ như vậy thì trên video này các bác sẽ được nghe về chất âm Các bác sẽ được nghe em Hiền review Và em Hiền sẽ báo giá cho tất cả các bác biết là con súp này của nó cực kỳ là ít có nhưng mà chất lượng âm thanh của nó lại cực kỳ đỉnh cao giá cũng chỉ bằng một con uh, loa súp rẻ tiền thôi các bạn các bác bình tĩnh đợi em hiền một chút và ở đây ngày hôm nay em hiền sẽ test âm thanh cùng với con súp này đó chính là con đẩy vpk con bên dưới này em thanh lý cho các bác với giá một triệu nha vpk nó là một cái thương hiệu âm thanh cực kỳ nổi tiếng của usa đấy con này thì mày còn lát hát quá này Đấy, và em đang test với lại một cặp full kép hai bát 40 để cho các bác thẩm âm đó nha khi các bác thẩm âm các bác cảm thấy nó mạnh mẽ nó cảm thấy nó uy lực rồi với mức giá con trên là hai triệu hai con dưới là một triệu Đấy, các bác bình tĩnh để đợi em hiền một chút và nhân thiện đây còn mấy bộ micro này này Đấy, gts chạy pin sạc luôn em để cho bác với giá hơn 400 trăm nghìn một bộ ai là những người đang có nhu cầu mua mic về hát ai là những người có nhu cầu mua đẩy về chơi À, ngày hôm nay là gặp dịp rồi các bác ơi. đúng gu rồi. Và ai là những người có nhu cầu mua súp thì các bác cứ bình tĩnh. Đợi em Hiền một chút. Em Hiền sẽ lên nhạc cho tất cả các bác chúng ta cùng nghe nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Ai có thể nghe xin đeo vào các bác nhá. Ai nghe đâu, ai nghe đâu. nhà rồi rung hết mái tôn rồi em khẳng định luôn cho tất cả các bác nếu như mà ở những cái phòng tầm khoảng bốn năm mét các bác chỉ cần sử dụng một con như thế này nói thật các bác là nó đã rồi và vừa nãy cho các bác xem qua đây em đang đấu qua một cặp phun à, và đánh với con đẩy này các bác nhá con này còn là còn hát vpk một thương hiệu đến từ mỹ anh em mai nhìn đây này à, toàn bộ hệ thống dây dọn này đấy con đẩy dưới là bỏ chống trơn như các bác nhá đẩy dưới là bỏ chống trơn nhá chỉ đánh qua con này thôi các bác nhá thấy không đây, và với con này thì nói thật các bác là nó mạnh mẽ mà nó đánh cũng rất là sướng luôn. Ai mà chơi con này karaoke gia đình nghe nhạc quá chất luôn. Còn hai con em thanh lý cho các bác, một con là giá 1 triệu một con hơn 2 triệu một xíu. Đấy. và quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta thì các bác biết rồi. Đối với thương hiệu San Sui thì các bác không lạ gì. đấy và thương hiệu San Sui hiện nay nó là một cái sản phẩm súp cực kỳ là hot và nó mang lại cho các bác cảm giác là nó uy lực mạnh mẽ. Tuy rằng bác của nó chỉ có 25 thôi nhưng mà nó chạy theo hệ thống cộng hưởng các bạn nhá thì mặt đằng trước của nó là một bát hai mặt hai bên của nó là hai bát cộng hưởng Đấy, thì nó là thuộc dạng thùng kín các bạn khi cái bát đằng trước này của nó là nó giật nó va thì lập tức hai cái bát cộng hưởng ở hai bên nó rung và cái độ rung dấn chấn của nó là nó cộng giữa ba cái bát giữa hai cái bát cộng hưởng và một bát chính đằng trước nó tạo lên một cái âm thanh nó xuống rất là sâu âm trầm xuống rất là 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 mạnh mẽ và các bác nghe lâu cảm giác không bị đau tai các bác nhá thì tất cả những con này anh em thọ còn chưa vệ sinh chưa lau chùi thì luôn với công nghệ mạch có lát thì nó rất là mạnh mẽ rất là uy lực rồi đây các bác nhìn này con này của nó là con mạch có lát các bác nhá san xui con này của nó là công suất hoạt động liên tục của nó là 350W này, 2S 2.10 in này. Tức là con này của nó là nó sử dụng cái công nghệ là à bát cộng hưởng của hãng Sansui. Đấy đi sai Japan thì các bác biết rồi. Với thương hiệu của BMB, thương hiệu của Sansui, thương hiệu của Pioneer hay tất cả những thương hiệu âm thanh khác thì hiện nay à, như à, Nhật thì đa phần là đến tầm khoảng à, 80 cho đến 90% là toàn bộ là sản xuất ở nước thứ hai. Và người ta ưu tiên cái đất nước Trung Quốc là một cái đất nước rất rộng lớn. À, người ta đặt nhà máy ở đó, cho nên là rất nhiều bác bảo là lý do tại sao À, bmb lại có chữ là phải made in china đúng không à, đàn nông bây giờ là tại sao lại là made in china hay là design japan đúng không hoặc là b san xui hoặc là ivin hoặc là những thương hiệu âm thanh nổi tiếng của nhật thì bây giờ đa phần là người ta lắp ráp ở trung quốc các bác ơi à, em nói luôn cho để cho các bác biết nhá hai bát một bát đằng uh, cộng hưởng hai bên một bát chính ở đằng trước như con này của nó thì em nói thật các bác là cũng rất hiếm khi để mà có màng của nó là màng chịu lực các bác nhá màng chịu lực nó đánh nghe rất là phê đấy và mạch của nó là đang sử dụng là chạy uh, mạch của lát d các bác nhá cho các bác xem cái cuộn dập xung của nó đây các bác này đây chính là cái cuộn dập xung của class lát d này thì mạch của nó rất là cơ bản nói chung là mạch của san xui thì các bác biết rồi mạch của nó cực kỳ cơ bản luôn và bên trong của nó thì các bác biết là tất cả những cái dây dẫn của nó nó đều bọc bằng bông à, để tránh tình trạng nó bị xung và bát của nó thì nói thật các bác là từ nó rất là lớn đây em hơi nghiêng cho bác nhìn nhá đấy bát từ của nó rất là lớn luôn đấy, từ của nó là nó 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 bẩn theo năm tháng bụi bẩn các bác nhá từ rất là lớn luôn đấy và mạch của nó mạch con HD thì các bác biết rồi nó đánh nó mạnh mẽ nó uy lực lắm đấy đây là cái mạch của con san xui các bác nhá thì đối với con này là hiện tại bình thường em hiện toàn bán 3 triệu rưỡi một con thôi nhưng ngày hôm nay em chỉ để cho bác với giá là 3 triệu 200 nghìn đồng một chiếc 3 triệu 200 nghìn đồng một chiếc Đánh bao phê, bao uy lực, bao mạnh mẽ luôn Ai chốt con súp san xui này Các bác lấy cho em hiền Đấy. Bao cho các bác là thùng vách của nó còn sạch sẽ Còn đương nhiên hàng bãi các bác bà Hàng bãi mà hàng đã qua sử dụng mà Để cái việc mà ví dụ như nó có xuất sát nhẹ một đôi chút Thì không thể nào tránh được Đấy. Rất gọn gàng Mặt đằng trước của nó tầm khoảng 30, ba uh, 3, 35 phân Chiều sâu của nó cũng vậy Vuông chạy chạnh và các bác để nó sẽ không mất diện tích nhưng các bác ơi, chúng ta phải hiểu là giữa những cái đồ mà hàng đẳng cấp và những cái đồ bình dân, những cái đồ giá rẻ thì các bác có thể lựa chọn thoải mái, đúng không? Bác lựa chọn thoải mái theo đúng cái gu và đúng cái ý thích của mình. Đấy. Con súp san xui này em nói thật bác là thi thoảng em mới về thôi mà trong một tháng ít nhất cũng phải có tầm khoảng mấy trăm người hỏi con súp san xui này. Nhưng mà hẹn các bác cũng rất lâu là không có hàng về và bây giờ thì cũng chỉ có được tầm hơn chục quả thôi. Ai mà lấy các bác nhá, các bác báo luôn cho em Hiền. Súp san xui 3 triệu 2, bao ship toàn quốc. Và quanh đây thì các bác có thể nhìn thấy là vừa nãy em Hiền đang đánh kết hợp với con súp đó là đánh full. một con đẩy VPK CA 2500. Con này công suất hoạt động liên tục công suất thật của nó các bác nhá là được 1.000. mắc của nó có thể lên được 1.200. Còn các bác đánh ở ngưỡng 4 ôm có thể lên được 1.400. Thì rất nhiều bác hỏi bảo Thế bây giờ những cái dòng đẩy cổ xưa thì người ta chạy sò thì bây giờ nó mạnh hay là những cái dòng mạch đành cao ví dụ như còn lát H, còn lát D, còn lát TD hoặc là những cái dòng có lát y những cái dòng mạch cơ cao cấp thì cái nào nó hay em nói luôn là những cái dòng mạch có lát hát là nó bây giờ người ta bỏ cái công nghệ chạy sò trực tiếp à, mà người ta đánh toàn bộ bằng phép đánh bù áp hết cấp độ điện áp này nó bù cấp độ điện áp kia cho nên là đánh không bao giờ bụi đuối áp với một con đẩy nó rất là gọn gàng thôi các bác ạ à, sâu tầm khoảng 30 mươi phân các bác nhá sâu 30 mươi phân biến áp của nó đây biến áp của nó tầm khoảng 17 bảy các bác nhìn đây này hệ thống công suất của nó chỉ có hai cái vị như thế này thôi và tất cả là hệ thống phép nó nằm hết bên dưới các bạn ạ à, con này của nó rất là khỏe luôn và ở đây thì em hiền nói luôn này vpk nó là một thương hiệu hàng hãng hàng xịn à, đến từ usa thì tuy nhiên là con này của nó còn cực kỳ là mới à, mỗi con thì em hiền chỉ cộng một tí xíu tiền công cho anh em thọ thôi rắc à, loa này à, đây đây đường in out này mạch của nó là còn rất là mới toàn bộ phép hết các bác nhá à, anh em đánh full 30-40 chơi karaoke gia đình chơi loa nghe nhạc tiếng rất sáng đẹp uy lực Đấy. em để cho các bác con bên trên này là chạy hoạt động hoàn toàn hoàn hảo đây là 2 triệu 200 nghìn đồng con VPK CA 250 còn con này của nó thì em để cho các bác với giá 1 triệu nhá con này của nó em tháo ra thì cần vẫn còn mới tinh nhưng mà hiện tại bây giờ là em thấy là không lên điện thì em chưa kiểm tra nhân tiện đây thì em bán luôn cho các bác con này với giá là VPK một thương hiệu đến từ Mỹ 1 triệu đồng còn bộ micro này các bạn nhé, GTS A8, à, bộ micro này của nó là dòng micro tích hợp, Đấy, có một chiếc đầu thu rất là nhỏ nhỏ xinh xinh, à, các bác cắm trực tiếp vào van, cắm trực tiếp vào âm ly, các bác cắm trực tiếp vào tất cả những thiết bị, ví dụ như xe ô tô, rồi uh, loa kéo, đây có cái rắc chuyển đổi đây. Con này của nó là có pin sạc sẵn các bác nhé, các bác sử dụng hết, các bác có thể lấy cái cục sạc điện thoại các bác sạc vào, thì bộ micro này thì nó sử dụng sẵn pin sạc ở bên trong, nó sử dụng một cái con neo lụa các bác nhá côn neo lụa Đấy, tiếng tăm của nó cũng rất là ok pin sạc đây Đấy, cụ lỗ sạc ở bên dưới thì em để cho các bác với giá là 480.000 đồng thôi ai lấy bộ micro này này Đấy, về cho vợ cho con hát hai tay đỡ phải mua bi. rồi và trên video ngày hôm nay em Hiền cũng đã giới thiệu rất là rõ ràng rất là chi tiết và cụ thể ai là những người đang có nhu cầu mua súp ai là những người có nhu cầu mua đẩy Đấy, mua mic các bác có thể liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại này cho em Hiền đấy, à, có cả zalo các bác xem video nếu cảm thấy video hay đấy, test nhạc ok tình cảm chúng ta đi lên thì các bác cho em hiển xin một like một đăng ký kênh ok xin chào nhau